Xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với kênh Mạnh Dũng Auto. Video hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Honda Accent 2019 phiên bản số sàn, một chiếc xe phiên bản đủ, trang bị xi nhan gương, la răng đúc, cảm biến lùi, đề start top và rất nhiều option khác. Thì đối với dòng Honda Accent này thì form dáng nó khá là đẹp, nó thuộc phân khúc hạng B và nó cũng có một vài phiên bản như bản thiếu, bản đủ, số sàn, số tự động và bản đặc biệt ATH. Thì đây là chiếc bản đủ nhất của phiên bản số sàn. Ngoài ra thì nó sẽ còn một phiên bản tiêu chuẩn của số sàn nữa. Thì nếu bản tiêu chuẩn thì nó là la răng sắt. Thì chiếc này là la răng đúc này. Phanh đĩa 4 bánh. Một chiếc xe màu vàng cát, xe đẹp, chính chủ tư nhân và chưa dọn dẹp gì. Đây vẫn còn đang sứt sát và chưa tỉa sơn. Có giải led ban ngày, có đèn bi, bi pha, bi gầm. Đây, thống la răng này. Con này thì nó có cả dàn lốp mới luôn. Sơn xi thì hệ thống sơn xi nó còn nhiều. Nói chung là chỉ sơn tỉa tót lại về phần ba là sốc thôi. Thì nó là bản đủ. Nút bấm này 2019 nhá. Đây là xe nó rất là mới. Vô lăng này. Khá nhiều bác hỏi tìm dòng xe Accent số sàn phiên bản đủ như thế này. Con này thì hơn 400 triệu. Nó giống với phiên bản màu đen 2019 hôm trước em bán vào trong Quảng Trị. Con này thì màn hình zin theo xe này, nút đề start top. Củ số nó là củ số da, bản thiếu nó sẽ là củ nhựa. Tí ở vô lăng thì nó có cả hai bên. Đây, tẩu đầu tẩu sạc này. Đó. Và cổng sạc. Toàn bộ mặt táp lô, mặt táp ly nghỉ nguyên. Nội thất da ghế đẹp. Mặt bệ để tay và khóa cửa keo chỉ, cột kèo thì bảo hành và cam kết trên thủ tục giấy tờ cho các bác rồi. Đây con này 2019 thì nó sẽ là cửa gió điều hòa phía sau này. Đây chỗ thất này. Trần nỉ nguyên. Sơn xi đèn hậu này. Biển số 46446. Đây cảm biến lùi, mắt cảm biến nhé, mắt cảm biến lùi đây. Và em sẽ quay luôn cả phần gầm. Đây là toàn bộ gầm của nó đây. Và em sẽ quay tới phần máy luôn để anh chị và các bạn có thể là tham khảo kỹ một chút. Ở đây màn chân phanh, chân côn và chân ga đây ạ. Xe thì nó rất là mới. Đây, máy em chưa dọn dẹp gì nhá, máy rất là bẩn. Đó, em sẽ cho đi bắn tỉa sơn này, dọn máy sơn gầm chống gì. Đó, kiểm tra lại toàn bộ. Đây, toàn bộ keo chỉ mép này, keo chỉ zin nhá. Ốc lắp cabo đây. Zin luôn. Xe này thì chạy khá là bẩn. AMS này. Máy 1.4. Đối với dòng này thì nó chạy cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ khoảng 6 lít 100 cây. Lại form dáng đẹp, màu vàng cát, nhìn khá là sạch sẽ và sang trọng. Thì chiếc xe này của em hiện tại thì đang có giá là 415 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về chiếc xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến trực tiếp salon Mạnh Dũng Auto, đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn. Sau đây em xin phép được kết thúc video, chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.